Vậy đối với bài này thầy sẽ cần ví dụ như là các bạn tính thống kê, tính điểm trung bình trước nè. Vậy lúc nãy chúng ta dùng hàm trung bình là gì? Average. Các bạn chọn 3 điểm này. Đấy, tính trung bình. Dễ ha. Cái thứ hai, tô màu những dòng có điểm trung bình dưới 5. Như vậy trước tiên chúng ta xem thử là với điểm toán là có những ai dưới 5. Chúng ta tô màu lên để cho nó dễ thấy. Như vậy thì các bạn có thể là chọn nguyên một cái bảng này luôn. Các bạn sẽ chọn vô phần chuẩn bị cái format về công thức. Và ở đây người ta cho sẵn mình nè những cái giá trị, ví dụ lớn hơn, nhỏ hơn, hoặc ở giữa cái khoảng nào, hoặc là bằng, hoặc là dữ liệu chứa cái ký tự nào đó, hoặc là cái ngày, hoặc là hai giá trị trùng nhau. Như vậy đây là những cái mà người ta cho sẵn. Hoặc là bạn sẽ thống kê là top 10, những người nào nằm trong top 10. Rồi mình làm cái đầu tiên. Những bạn nào mà có điểm dưới 5 thì tô màu lên. Vậy thì chúng ta sẽ chọn là less than. Dưới 5. Less than. Và chúng ta gõ vô đây là số 5. Dưới 5. Và cái màu to là người ta cũng cho mình sẵn. Đây là những cái mà người ta cho sẵn. Mình có thể chọn là màu đỏ với cái tô màu là màu đỏ nhạt, màu hươu. Đúng rồi. Ok. Thì chỗ nào điểm dưới 5 nó tự động nó tô cho mình. Ví dụ bây giờ chỗ này điểm 6 mà thầy cho điểm 5, có điểm 4 đi. Enter một cái tự động nó tô màu. Mình không đụng gì vô hết. Rồi. Đó là một cách để mình tô màu cho từng ô. Bây giờ cái đề người ta nói tô màu cho những dòng có điểm trung bình dưới 5. Nó lại khác hơn nữa là kể cả mã số cũng tô luôn, tô hết. Như vậy mình chọn nguyên cái mảng này. Chú ý nha. Và điều kiện là gì? Điểm trung bình dưới 5. Điểm trung bình là ở cột E. Và ô đầu tiên mình xét là E4. Và các bạn cũng vô đây. Nhưng mình không dùng cái mà người ta đã định nghĩa sẵn, mà mình sẽ nêu một cái rule mới, tức là một cái luật mới. Và chúng ta chọn là dùng một cái công thức để định nghĩa lấy cái việc này. Vậy công thức của mình lúc nãy là gì? E4 mà dưới 5. Như vậy chỗ này các bạn sẽ gõ vô là bằng đô la E4 nhỏ hơn 5. Điều kiện là đô la E4 nhỏ hơn 5. Và format thì người ta không có format sẵn, mà mình phải tự đi format lấy. Ví dụ như font, bạn cho là color như lúc nãy mình làm đi, là màu đỏ. Rồi fill, mình cho màu hường. À, rồi ok. Được chưa? Ok. Những bạn nào mà có điểm trung bình dưới 5 là nó tô màu cho cả cái dòng này luôn, chứ không phải tô cho từng ô. Đấy. Như vậy thì cái này các bạn sau này ví dụ như bạn đánh dấu là hàng tồn kho, cái mặt hàng nào tồn kho chúng ta đánh dấu luôn cả tên, cả mã số luôn để chúng ta dễ theo dõi chẳng hạn. Như vậy cái này chúng ta dùng khá nhiều. Điểm trung bình lớn nhất thì bằng gì? Mass của điểm trung bình. Rồi điểm trung bình nhỏ nhất, min điểm trung bình. Rồi gì nữa? Vẽ biểu đồ 3D, đặt mật khẩu, cấu hình dữ liệu
nhập vào 010, tức là bạn nhập vô đây con số mà nhỏ hơn 0 hoặc lớn hơn 10 là nó báo lỗi. Như vậy thì chúng ta sẽ có là cái thứ nhất là vẽ biểu đồ trước nè. Vẽ biểu đồ. Như vậy chúng ta sẽ chọn hết cả cái cụm này giống như hoặc thôi. Chúng ta sẽ chọn Insert và chúng ta chọn biểu đồ kiểu 3D. Đấy, đây, biểu đồ của chúng ta. Rồi, chart title thì chúng ta có thể đổi lại là thống kê điểm. Điểm thi. Ví dụ như thế. Toán lý hóa của từng bạn. Rồi, câu tiếp theo. Đặt mật khẩu để bảo vệ shift hiện tại là 123. Shift hiện tại là cái này. Thì các bạn chọn Protect Shift. Đó. Password để làm gì? Trong này có rất nhiều cái cần phải làm. Ví dụ như là khóa cái cell lại, khóa các cái ô lại. Ha, để mở các ô ra. Unlock, khóa và mở. Rồi làm gì nữa? Không cho thay đổi định dạng. Không cho thay đổi về cột, không cho thay đổi dòng, không cho thêm cột, không cho thêm dòng, vân vân. Thì nhiều thứ lắm. Thì chúng ta set ở đây password là 123. Ok, nó hỏi lại 123. Như vậy thì nếu như sau này bạn muốn sửa, bạn thấy nó bị disable hết nè. Thấy không? Bạn không sửa được. Gõ chữ vô nó báo. Bấm delete nó báo. Không cho làm gì hết. Như vậy thì giả sử bạn gửi cái file này cho người khác để người ta xem thôi mà không được sửa. Đó, xem công thức được không? Được. Copy được không? Lấy chuột vô không copy được. Muốn làm là phải tự gõ lại. Đấy, hiểu đấy. Chứ không có chuyện copy. Giống như là mình chỉ bài cho ai đó. Thấy không? Mà muốn người ta học chứ không phải là người ta copy paste. Thì làm như thế. Đặt cái mật khẩu vô. Rồi, lấy chuột phải chọn unrotate. Bỏ 123. Thì quay trở lại chúng ta xài bình thường. Cấu hình dữ liệu nhập từ 0 đến 10 cho toán lý hóa. Như vậy chúng ta sẽ chọn 3 cái cột toán lý hóa ở đây. Và các bạn chọn vô cái thẻ data. Data. Chọn vô đây. Data validation. Bạn chọn vô đây thì nó sẽ cho báo là kiểu dữ liệu của bạn là test, là number, là số. Giữa hai giá trị chọn 0 và 10 và thông báo cho người ta biết. Mình phải thông báo nhập bạn hãy nhập điểm vào đây. Chỉ nhập điểm có giá trị từ 0 đến 10. Cái này là chỉ là câu thông báo thôi. Còn cái mà nó điều kiện là cái phía trước này nè. Còn phía sau này mình ghi gì cũng được. Để mình hướng dẫn cho người ta biết làm gì. Rồi nếu như người ta nhập lỗi thì mình làm sao? Mình sẽ stop công việc nhập và đưa ra một công thông báo đã bảo đây là điểm. Thế mà cũng sai. Ví dụ thế. Ok. Rồi. Như vậy khi bạn click chuột bất kỳ ô nào thì nó cũng đưa ra cái hướng dẫn bạn hãy nhập điểm vào đây. Được chưa?
Rồi bây giờ mình nhập thử 12. Enter. Nó bảo đây là điểm, thế mà cũng sai. Ok, nếu retry là nhập lại, nếu cancel là hủy bỏ cái việc nhập đó. Được chưa? Như vậy thì bạn sẽ ràng buộc cái việc nhập này nó không bị sai. Nhiều khi người ta nhập nó dính phím chẳng hạn. Đấy, như vậy các bạn sẽ tạo ra cái ràng buộc ở đây. Và tương tự như vậy đối với những bài sau thì nó cũng có những cái gần gần như thế.